Em Minh, kỹ sư GEC xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vệ sinh tường trước khi chát. Vệ sinh tường trước khi chát là một bước quan trọng để đảm bảo lớp chát dính chắc và bền đẹp. Dưới đây là quy trình vệ sinh tường trước khi chát. Thứ nhất, loại bỏ tạp chất, dùng chổi cứng hoặc bàn chải để tạo sạch bụi bẩn, cặn xi măng, rêu mốc, sơn cũ hoặc các vật liệu bám khác trên tường. Việc này giúp bề mặt tường sạch sẽ và nhám, giúp lớp chát dễ bám hơn. Thứ hai, vệ sinh tường bằng nước. Sau khi cạo sạch, sử dụng nước sạch để rửa tường, có thể dùng máy hút nước áp lực cao để loại bỏ bụi và bẩn còn sót lại. Thứ ba, sửa chữa bề mặt tường. Nếu trên tường có vết nứt lớn hoặc lỗ hổng, cần tiến hành chám hoặc sửa chữa trước khi chát để đảm bảo bề mặt phẳng và đồng đều. Thứ tư, tạo độ nhám cho tường. Với những bề mặt tường quá nhẵn, có thể sử dụng búa gõ hoặc tạo vết rãnh để làm cho bề mặt có độ nhám, tăng khả năng bám dính của lớp chát. Thứ năm, làm ẩm tường trước khi chát. Cần làm ẩm tường bằng cách phun nước để giúp lớp vữa không bị hút nước quá nhanh, tránh làm giảm độ kết dính. Sau khi vệ sinh và chuẩn bị xong, có thể tiến hành chát vữa để đảm bảo chất lượng và chất lượng tốt nhất cho công trình. Đó là những phân tích về đầu tiên của mình về vệ sinh tường trước khi chát. Mọi người có ý kiến nào khác, đừng quên để lại góp ý và bình luận phía dưới nhé. Hy vọng video của mình sẽ giúp mọi người có thêm kinh nghiệm để giúp việc xây nhà của mọi người dễ dàng hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người còn bất kỳ vấn đề nào về xây dựng, hãy liên hệ qua số điện thoại 0986 184 402 để được giải đáp thắc mắc miễn phí nhé. Chị Minh GSC, xây nhà cùng bạn.